À, xin chào các bác ạ. À, em đang chuẩn bị rửa sâm để lên bình cho các bác ạ. Đây là sâm Hàn Quốc chính hãng, sâm tươi của Hàn Quốc ạ. Sâm và nhung là hai cái sản phẩm mà luôn luôn đi kèm với nhau. Em dùng cái bàn chải chải vào cho nó sạch. Cần cái sự tỉ mỉ làm sao để cho các cái rễ sâm này nó không bị đứt. Đấy, khi mà lên bình nó mới đẹp, nếu mà nó đứt đi thì nó xấu. Loại sâm này là loại sâm 10 củ trên 1 cân. Dùng bàn chải ta chải nhưng mà cũng phải rất là nhẹ nhàng để cho những cái rễ này nó không bị đứt thì nó mới đẹp đấy. Chảy xuôi thôi, nếu mà ta chảy ngược là nó sẽ bị rễ đấy, nó bị gãy rễ. Chảy xuôi như thế này, cực kỳ là tỉ mỉ. À, ngoài việc là làm cho rễ không bị đứt thì chúng ta cần phải giữ cái đầu của sâm. Đầu này đấy các bác. Thì khi lên bình nó cũng đẹp. Đấy, cái đầu của sâm á. Người ta rửa ta lấy hết cái phần đen, phần thối đi, phần phần đen đi. Ta để lại cả như thế này để cho nó đẹp. Cần phải rất là nhẹ nhàng. Có những cái vị trí mà nó
Nó rất là khó làm, thì ta phải dùng cái móng tay để ta đưa vào, đưa đó, cạo hết cái phần đất này. Các bác về làm, có những bác không biết thì lại cắt ngang cái phần phần trên này đi á, khi mà lên bình thì nó xấu, hoặc là khi làm trong quá trình làm rửa sâm á, ta làm đứt trước cái phần rễ này đi thì khi lên bình nó cũng rất là xấu. Thực ra phần rễ thì có thể là nó không có nhiều chất dinh dưỡng, nhiều cái vi chất lắm đâu, nhưng mà cũng cần nên lên bình cả cả củ như này thì ta để như này cho nó đẹp. Phần vỏ ngoài này thì cũng cần cạo hết phần cái lớp vỏ mỏng mỏng ở ngoài á, bởi vì là nếu như ta không cạo hết cái phần vỏ ngoài này thì chỉ một thời gian sau là nó chuyển sang cái màu vàng, nhìn nó không đẹp cái bình sâm. Tất nhiên là về chất lượng thì nó không liên quan, nó không vấn đề gì đâu, nhưng mà nó sẽ chuyển sang cái màu vàng đó. Chuyển sang cái màu vàng như thế này này, nó không đẹp. Để có được bình sâm nhung đẹp và chất lượng thì ta làm ta cũng cần phải rất là tỉ mỉ, làm sao mà cho rễ nó không bị rụng này, và các cái phần mà bị đen bị ố, tất cả phần rễ bị rơi trước đây ấy, thì nó phải hết được. Rất là tỉ mỉ và rất, mất rất là nhiều thời gian các bác ạ. Thực ra thì em cũng chỉ làm theo theo kinh nghiệm, kiểu là làm nhiều á, làm nhiều rồi rút ra những kinh nghiệm lần trước, rút cái kinh nghiệm cho lần sau, chứ còn cũng không có ai người ta bảo cho cả. Bởi vì thực ra cái này thì mình tự rút kinh nghiệm đấy thôi, làm nhiều là nó quen thôi. Có bác nào có cách nào rửa sâm nhanh hơn hay là cách nào làm hay hơn thì các bác comment xuống dưới giúp em ạ. Mãi mà nó vẫn còn cái màu vàng màu đen.
nhìn trông nó khó chịu ấy. Làm sao mà cho nó sâm nó trắng tinh thì nó mới đẹp, lên bình nó mới đẹp. Còn để như thế này thì lên cũng không sao đâu, như thế này là sạch rồi. Nhưng mà em cũng không thích lắm có những cái mẫu đống đen như thế này đâu. Vị trí mà khó rửa như thế này là phải dùng dùng ngón tay cà nhẹ vào cho nó bong hết những cái lớp màu đen đen hoặc là cái màu vàng vàng như này ra cho nó đẹp. Phải thật là kiên trì đấy các bác ạ. Rửa được con lọ sâm đâu có phải nhanh đâu. Củ sâm mà khi mà mình mới lấy về á, mình làm liền ra ngần tươi thì rửa nó có nhanh hơn một chút, để hơi lâu một chút thì nó có thể chuyển sang những cái màu vàng, những cái nốt mà nó bị chảy xước như này á, nó chuyển sang những cái màu vàng màu đen, thành thử ra là mình cũng cứ phải 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 vệ sinh cho nó sạch sẽ đi. Khi mà mình không vệ sinh sạch sẽ khi lên bình nhá, một thời gian sau nó chuyển sang cái màu vàng trông nó rất là bẩn. Rửa xong là cắt hết, là nó bẩn lắm. Nó thì nhỏ li ti như này đây, nhưng mà vẫn cần phải giữ, bởi vì là nếu mà cái bộ rễ này đứt thì nó rất xấu. Đó. Em rửa xong một củ sâm em tính khoảng hết khoảng 7-8 đến 10 phút đấy, mà còn chưa ưng ý đấy. Càng xuôi trong vị trí thì cũng phải cần cái bùi mùi. Để rửa sâm thì cũng cần rất là nhiều những cái công cụ. Có những vị trí thì dùng cái bùi nhùi của để lau nồi á, có những vị trí thì dùng cái bàn chải, có những vị trí thì nó nhỏ hơn, nó bé hơn thì lại dùng cái
cái rút trên răng như này đấy. Để nhiều các công cụ, mỗi một vị trí thì ta sử dụng những công cụ nào nó phù hợp thì ta là tùy mình. Miễn là làm sao mà sau khi mình rửa xong phụ sâm thì nó vừa giữ được cái phần rễ của nó và nó cũng vừa là sạch sẽ, trông cho nó đẹp mắt. Xin thưa các bác là nếu mà để mà rửa xong được cả một cái số lượng sâm như thế này thì phải hết cả buổi chiều đấy. Nhưng mà em xin phép được dừng video ở đây ạ. Xin được cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.